4 bạn, 8 bạn. Chào Nguyễn Bá Thanh Minh. Chào không biết gì. Thầy chào Thanh Minh trước. Chào tất cả các em. Hôm nay chào tất cả các em 2K2. Hôm nay thì thực hiện cái buổi live stream giúp các em 2K2 về việc mà xác định đồng phân hợp chất hữu cơ. Chào Đặng Phương Anh. Như các em biết thì lớp off của thầy điểm thi khá là khủng. Thì hôm nay thầy mới thực hiện cái buổi live stream này để giúp đỡ team online. Thì không biết là các bạn online đang làm gì nhỉ? Chào Quách Việt Tùng. Chào Nguyễn Thế Khải. Ồ thôi rồi, quên mất bát rồi. Không nhớ được bát. Chào Tài Nguyễn, chào Nguyễn Thế Khải. Nguyễn Thế Khải 2K1. Chào em. 25 bạn, chào Phạm Tuyền. Hello. Thầy bị đau họng các em ạ. Nên giọng nói của thầy nó có thể là hơi hơi chán chán đời một chút. Thì các em thông cảm giúp thầy nhá. Thế cho thầy hỏi một tí là các bạn đang theo dõi video live stream này thì các em học hóa trên lớp đến bài nào rồi? Các em đang theo dõi video live stream đấy. Các em học hóa đến bài nào rồi? Các em comment là cái bài mà các em đang học đến ở dưới này xem nào. Mạng làm sao mà yếu được nhỉ? Mạng không thể yếu. Ăn can á. Các em giúp thầy share lại về tường xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video live stream nhá. Giờ được 44 bạn, chúng ta nói chuyện một tí sau rồi chúng ta bắt đầu vào buổi học. Trần Quang ăn can. À, đa số các bạn đều học đến ăn can rồi. Thế thì các em thấy tìm đồng phân có khó? Sleepy S. À, đồng phân, rồi Nguyễn Đức Anh. Rồi luyện tập ăn can. Các em thấy học về hữu cơ thì cái nào là khó nhất? Thầy biết là bạn 2K2 đang vào học hữu cơ. Các em comment cái phần hữu cơ mà các em thấy khó nhất. Chào Đinh Văn Hảo. Đúng rồi, ốm nhưng vẫn cố gắng lên live stream cho các em. Bởi vì thầy biết rằng là các em đang học hữu cơ rất là khó. Chào Phạm Kim Dung. Đúng không? Các em học hữu cơ đang cực kỳ khó đúng không? Chắc là khó lắm ấy. Khó lắm lắm nên là thôi thầy phải cố gắng. Chào nhóc Thiên Bình ăn can. Ok. Hello, chào Đức Tuấn. Không xác định được hết các đồng phân. Đúng rồi, thế nên là cái buổi ngày hôm nay thầy mới quyết định là thầy live stream chúng ta là xác định đồng phân hợp chất hữu cơ này. Thế là đúng cái mà các em cần đúng không? Và rất rất nhiều bạn 2K2 cũng như các em cũng đều cần phần này. Thế nên là các em nhanh tay giúp thầy share lại về tường. Sau đó rồi là tag tất cả các bạn vào trong video live stream này. Rồi mình bắt đầu buổi live stream nhé. Chào Nguyễn Hải Long. Sleepy est. Ok. Họng quá. Thế thì nội dung buổi học ngày hôm nay nhé, là bước 1 là thầy dạy các em là cách xác định đồng phân của alkan. Xác định đồng phân của alkan trước. Alkan này. Sau đó rồi mình đến xác định đồng phân của alken. Đồng phân của alken. Hai ngày thôi. Còn một anh nữa là đồng phân ankin thì để dành nhé. Xác định đồng phân của ankadien và xác định đồng phân của ankin. Ankin thì hai này để dành.
Để đến khoảng độ tầm like 03 hoặc like 04 thì thầy bắt đầu. Được không? Chào em. Chào Nguyễn Giang. Đấy thì trong quá trình live stream thì hôm nay thầy hơi bị đau họng một chút thì các em thông cảm nhé. Bởi vì họng thầy nát bét rồi. Chào Nguyễn Hằng. Ừ, hôm nay đau họng quá. Đau họng nhưng vẫn cố gắng live stream cùng với 2K2. Thế là các em phải biết là thầy cố gắng đến mức như thế nào. Đến mức cực kỳ cố gắng. Đúng không? Đấy, các em nhanh tay share lại về tường. Xong rồi là tag tất cả các bạn, các em vào trong video live stream này. Rồi mình bắt đầu nhé. Đợi một chút xíu để thầy share lên một vào cái nhóm của thầy đã. Đợi thầy một xíu. Để thầy share lên một vài cái nhóm của thầy. Có mở không các em ơi? Mạng mùng nào? Các em xem có nét không? Thầy đăng ký hẳn 4G để live stream cho các em ấy. Chào Thanh Đào, chào Bống An. Nay đông thế, được gần 100 bạn. 91 bạn. Nay cố gắng xem sao lên được 150 bạn các em nhỉ. Xem nay có xe lên được 150 bạn không. Chào Phương Mai, thầy già rồi, công nhận. Thầy già lắm rồi. Già khụ đế rồi. Các em chú ý là các em nên xem lại về tường. Bởi vì dạo này Facebook nó đang giảm tương tác. Khi mà giảm tương tác này thì những cái buổi like của thầy thì khả năng cao là nhiều bạn lại còn không thể theo dõi được cơ. Thế nên là thầy rất mong muốn là những cái buổi live này của thầy có thể giúp đỡ được cho các em trong cái buổi học. Thế nên là rất là mong muốn. Ừ đó, đấy là học kỳ 2 em ạ. Ok. Không nét, không mờ đâu. Rồi, cảm ơn. Hello. Thầy đang bị đau họng. Đau họng dã man luôn. Chào Yên Hoàng. Chào Gia Cát Hồng Minh. Ừ hơi nhỏ tại vì là thầy đang bị đau họng đấy. Thầy đang bị đau họng nên là hơi nhỏ, các em thông cảm. Đấy. Ui bọn em đã học đến phần ăn can rồi. Ok. Phần ăn can rất là ok rồi. Thầy nói to hơn, thầy đang bị đau họng Giang Yến Ly ạ. Thầy đang bị đau họng nên là đây là maximum của giọng nói của thầy rồi. Linh cụ thể. 100k, chào Thái Trần. Hello. Rồi ok. Đợi thầy xíu, các em đợi thầy một tí xíu. Khoảng một tầm 2 phút nữa thầy đăng nốt cái bài này đã. Thầy gửi link cho các bạn đã. Các em nhanh tay share lại về tường nhé. Xong tất cả các bạn mà. Hôm nay mục tiêu chúng ta trọng tâm là học về đồng phân ăn can. Được chưa? Thế thì ở đây thầy có cái bài tập số 1 đã. Để các em comment đáp án này. Là anh C3H8 có bao nhiêu đồng phân. Đấy, bài tập số 1. Các em comment đáp án cho thầy chưa nào? Xem bạn nào comment đáp án đầu tiên. C3H8 có bao nhiêu đồng phân? Thầy sẽ chỉ gọi tên những bạn nào mà comment đầu tiên và trả lời chính xác nhất thôi. Thầy sẽ đọc tên ba bạn tại vì là thầy hơi bị đau họng. Nên các em thông cảm nhá. Thông cảm thầy một chút xíu tại vì thầy bị đau họng nên là thầy chỉ đọc tên ba bạn nào mà trả lời nhanh nhất thôi. Ok. Chưa học ăn can thì bọn em đều phải học hydrocarbon rồi. Thế nên là các em cũng có thể là theo dõi được luôn rồi. Một Nguyễn Hằng.
Hello. Rồi. Ok. Nhiều bạn trả lời rồi. 1, 1, 3. Nhiều bạn bị lừa lắm. Đấy, thì biết rồi, nhiều bạn bị đường đang được học mà. Các em xe lại về tường nhá. Thế thì bây giờ này một bạn vừa hỏi đồng phân là gì. Thế này nhắc lại chút. Đồng phân là các hợp chất hữu cơ mà có cùng công thức phân tử và khác công thức cấu tạo thì nó được gọi là đồng phân. Được chưa? Thế thì CH8 có bao nhiêu đồng phân? Thì để đơn giản thì người ta chỉ có là đồng phân của chúng ta thì được chia thành các loại. Đồng phân thì được chia thành các loại là đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học nha. Đồng phân cấu tạo thì bao gồm đồng phân mạch carbon này, đồng phân vị trí liên kết bội này, vị trí liên kết bội này, đồng phân vị trí nhóm chức này, còn đồng phân hình học thì gồm có đồng phân sít và tran. Chúng ta lưu ý đồng phân hình học chỉ có ở nối đôi. Được chưa? Bây giờ thầy mới học Vũ Trung Anh ạ. Thế nên chính vì vậy nên mà mình xét đến đây, anh này là anh C3H8 là anh ăn can. Ăn can thì chỉ có đồng phân mạch carbon thôi. Được chưa? Ăn can thì chỉ có mạch đồng phân carbon nên thầy chỉ cần vẽ mạch carbon là ok. Vậy quay trở lại bài của chúng ta là C3H8 thì chúng ta chỉ có một đồng phân duy nhất, một cách xếp carbon duy nhất. CCC. Được chưa? Đấy, thế bây giờ mình mới sang cái bài tập số 2. Và anh C4H10 là C4H10 có bao nhiêu đồng phân? Đấy. Các em cùng comment đáp án xem nào. Anh C4H10 có bao nhiêu đồng phân? Diệu đặc rất tốt, đúng, tốt, chính xác. Ok, 156 bạn đang theo dõi video live stream ơi. Giúp thầy nhanh tay share lại video live stream về tường. Xong rồi tag các bạn vào nhé, để mà còn có tài liệu học. Bởi vì là video live stream này rất là tốt cho các em. Và thầy cũng đã gửi tin nhắn cho rất rất nhiều bạn. Đấy, để các bạn cùng có thể vào theo dõi buổi live stream ngày hôm nay của thầy. Hello, chào tất cả các em. Những bạn nào nhận được tin nhắn của thầy thì cùng vào học nhá. Các em giúp thầy share lại về tường, xong tác các bạn của các em vào trong video livestream này. À, các em chú ý rằng là những cái bạn nào mà chưa inbox cho fanpage thì inbox cho fanpage để sau này cứ mỗi buổi livestream thì các em sẽ nhận được tin nhắn nhé. Em inbox cho fanpage để mỗi buổi live nhận được thông báo nhé. Comment đáp án rồi em, nhanh tay nào. Hello. 2, Diệu Đặng 2. C4H10 có bao nhiêu đồng phân? Nguyễn Hiền 2. Những bạn nào mà chưa biết thì phải theo dõi. Kể cả những bạn biết rồi cũng cần phải theo dõi. Hôm nay thầy dạy về đồng phân mà. Cảm ơn các em. Hello. Nay thầy chuẩn bị đau họng nên thầy chỉ dám dạy cho các em được một khoảng thời gian thôi. Các em nhanh tay giúp thầy share lại về tường nhá. Xong rồi là tác lại video live stream thầy lên trên trang cá nhân. Share lại về tường tác các bạn. Nào thầy có này. C4H10 này. Nó có 4 carbon đúng không? Anh này làm can. Vậy thì có nhá. Đầu tiên này. CCCC. Giờ thì bẻ ngoài thằng carbon này xuống. CCC. Hết rồi. Vậy thì chỉ có 1 và 2 đồng phân thôi. Thầy các em lưu ý nhá. Vậy là C4H10 thì có 2 đồng phân. Giờ ta sang tiếp theo nhá. Bài tập số 3. Mạnh Hùng comment đúng đấy. Bài tập số 3 rất tốt. Bài tập số 3 này khó hơn này. Thầy sẽ chỉ đọc tên 3 bạn comment đầu tiên. C5H12 có bao nhiêu đồng phân?
C5 mắt 12 nào. Có bao nhiêu đồng phần? Bạn nào comment đầu tiên nào? Thầy đang chờ đợi một bạn nào đó comment đầu tiên đáp án. C5H12 có bao nhiêu đồng phần? C5H12 này của thầy có bao nhiêu đồng phần? Đâu rồi? Hoàng Tuấn 3. Không biết gì 3. Đặng Thị Phượng 3. Thùy Linh 3. Laura Trần 5. Linh Lê 3. Huyền Trang 6. Bích Bùi 3. Các em comment đáp án đi. Phương Mai 3. Đỗ Hằng 3. Nguyễn Phương Nam 9 quá. Nhiều thế. Thái Trần 5. Nguyễn Thế Khải 3. Có bạn bảo là biển lên đầu cũng được. Các em phải chú ý này. Thằng này nó trùng nhau. Biển lên đầu và biển dưới như nhau. Nó bị trùng nhé. Đấy. Và mình đang xem thằng C5H12 qua cho đồng phân. Các em có thắc mắc gì về đồng phân có hỏi luôn ngay ngay tại đây thì comment luôn. Phạm Kim Dung 3, chính xác, rất tốt. Nguyễn Hiền 3. Các em giúp thầy xem lại về tường song tác các bạn vào trong video live stream nhé. Giúp thầy. Hello. Xem nào. Nguyễn Thanh Thủy 3, Đặng Phương Anh 3. Tố Tố 3, Trần Thủy Nguyễn 3. Ok. Thế giờ thầy chữa nhá. Các em nhìn này. C5H12 này. Vậy mình lại chỉ đi xem mạch chính thôi. Thế mạch chính của thằng C5 này. Ôi em ơi, thầy đang tìm về đồng phân của ancan. C5H12 là ancan không có pi nhá. Được chưa? Vậy C5H12 này của thầy này, 5 carbon này. Đồng phân thứ nhất này. 1, 2, 3, 4, 5 này. Được chưa? Đồng phân thứ hai này. Thì bẻ một thằng xuống này. 2, 3, 4. Nếu bẻ này, thì này thằng này trùng nhau. Trùng nhau nhé. Bẻ quạt xuống là trùng nhau. Nên hai phải đây. Nó phải là thằng này. Đây là thằng số 2. Được chưa? Tiếp tục này. Có công thức giải nhanh nhưng không nên dùng. Anh số 3. Ok chưa các em? Vậy là C5H12 thì có 1, 2, 3 đồng phân rồi nhá. Được chưa? Thế nhiều bạn đã comment đúng 4 bởi vì thế này. Anh này và anh này trùng nhau này. Trùng nhau cho các em. Được chưa? Không cần phải tìm gì hết. Cứ làm theo thầy là ok. Được chưa? Lê Sinh Hoàng ơi, công thức đấy của em dùng được mới một vài cái đầu thôi. Còn lại đi tìm mấy cái thằng lâu là chết. Mấy thằng mà dài dài là chết. Công thức giải nhanh không nên dùng. Ở đây mình cứ dùng học như này cho dễ. Được chưa? Bây giờ thì sang cái bài tập số 6, bài tập số 4 nhá. Sang bài tập số 4 này. Bài tập số 4. Mình tăng độ khó một chút. C6H14. Có bao nhiêu đồng phân ancan? C6H14 có bao nhiêu đồng phân ancan? Viết hơi xấu. C6H14 bao nhiêu đồng phân ancan? Hello. C6H14 có bao nhiêu đồng phân ancan? Cần trước là các em cùng comment đáp án với thầy nào. C6H14 có bao nhiêu đồng phân ancan? Các em chú ý lịch live stream cố định của thầy nhá. Các em chú ý này. Lịch live cố định cho team 2K2 là vào tối thứ 6 lúc 21:15. Nhớ chưa? Lưu lại về tường nhá. Và trên fanpage này. Ok.
Chào Đặng Thị Phương, chào Phạm Kinh Dung, chào Thủy Nguyên, Phạm Kinh Dung 5 này, Đặng Phương Anh 5 này, Trần Thủy Nguyên 5 này, Thị Đức Huyền 4 này, Nguyễn Đức Anh IM 5 này, Linh Lê 5 này, Hướng Thành 5 này. Chúng ta cùng làm thử xem nhá. Các em chú ý nhá, 180 bạn đang theo dõi rồi. Các em giúp thầy xem lại về tường tương tác tất cả các bạn vào trong video live stream này nhá. Nào, mình có này, C6-74 này. Mình có đồng phân đầu tiên này. 6 cộng 0 thứ hai là 5 cộng 1. Riêng anh 5 cộng 1 của thầy có 2 anh. Được chưa? Đây anh số 1, đây anh số 2, đây anh số 3. Sang anh số 4 nha. 4 này. Và cuối cùng là anh số 5 này. Nhìn thấy chưa? Vậy suy ra C6-14 của chúng ta tổng cộng là có 5 đồng phần. Các em lưu ý nha. Các em lưu ý nha. Cực kỳ lưu ý cho thầy. Cực kỳ lưu ý. Ok chưa? Ok chưa các em? Dễ không? Quá dễ. Chào Thiên Lê. Hello. Đấy các em thấy không? Hóa hữu cơ cực kỳ dễ. Thế bây giờ thầy tổng hợp, bây giờ thầy tổng kết lại nhé. Thầy tổng kết lại ngày hôm nay thầy vừa dạy cho chúng ta một số vấn đề như sau. Thứ nhất là cách xác định đồng phân của ankan. Thầy nhắc lại là cái buổi tối thứ 6 tuần này. Tối thứ 6 và thầy sẽ dạy các em về ankan. Được chưa? Vào lúc 21:15. Các em chú ý nha. Trên fanpage. Được chưa? Chào Nguyễn Thị Huyền. Thế ở đây này, là thầy tổng hợp lại này. Vừa nãy thầy dạy các em, cho những bạn vào sau nhá. C5H12 có bao nhiêu đồng phân? Đúng chưa? C4H10 có bao nhiêu đồng phân? Và C3H8 có bao nhiêu đồng phân? Tuần này này, tức là thầy làm nhanh lại. C3H8 này, 1, 2, 3. Vậy C3H8 chỉ có 1 đồng phân. Những bạn nào học hôm nay là mai là lên tuần tới C4H10 này. Được chưa? Vậy là có 1, có 2. Anh này có 2 đồng phân. C5H12 này. Một này, hai này, ba này. Thực ra là có công thức, nhưng thầy khuyên các em là không nên học công thức làm gì. Mệt mỏi. Bởi vì thi đại học ấy, mình cũng chỉ thi đến C3, C4, C5. Không bao giờ thi nhiều hơn các em ạ. Không bao giờ thi nhiều hơn. Vừa nãy thầy cho chúng ta là C6 là thêm ví dụ thôi. Chứ còn thường chỉ thi C3, C4, C5. Đấy, thì các em cần lưu ý. Các em cần lưu ý nhá. Vậy là mình có là C3-8 1 đồng phân này, C4-10 có 2 đồng phân này, C5-12 có 3 đồng phân này. Được chưa? Đừng dùng công thức gì cả. Mình cứ làm theo kiểu viết ra, làm thế cho nó dễ. Đấy, thầy vừa mới quay video live stream cực kỳ chậm về cách tìm đồng phân ankan. Thế vậy bây giờ thì lại nói chúng ta cách gọi tên. Gọi tên ankan. Nhanh tay xe về tường nhá. Nhanh tay xe về tường nhá. Bây giờ mình sang phần tiếp theo này. Gọi tên ankan. Thầy biết là nhiều bạn chết phần này. Đúng không? Thế giờ thầy mới dạy chúng ta cách học. CH4 này. 1 2 này. C2H6 này. 3 này. Cách mà viết được cái này
Thì công thức tổng quát của án K là CnH2n cộng 2. Thì em chỉ cần là viết ra tini tini nhé. Thì bây giờ các em chỉ cần thế 1 vào đây là ra C4 này, 2 đây ra C6 này, 3 là C3H8 này, 4 này C4H10 này. Đấy, thầy gọi ra phần danh pháp nhá. Các em xem lại về tường, bạn nào kém phần danh pháp thì hãy xem video live stream này nhá. Đúng rồi, tí có câu ca dao 5 này, C5H12 này, 6 này, C6H14 này, 7 này, C7H16 này, 8 này, C8H18 này, đúng chưa, 9 này, C9H20 này, và 10 này, C10H22. Được chưa? Thế đây mình gọi tên nha, các em nhìn kỹ nha. Các em nhìn kỹ nha. Các em nhìn kỹ này. Mẹ em phải, mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng, lưu ảnh, lưu lại ảnh này, hoặc là chụp lại màn hình nhá. Đấy, mình thuộc câu ca dao này. Mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng. Được chưa? Vậy bây giờ thì gọi tên này, nó trùng với chữ đầu. CH4 thì tên nó sẽ là metan. Để chờ các em nhớ xe về tường nhá, xong tác các bạn vào trong này này. CH6E là etan. C38P là propan. C4H10 là B là butan. Cái này là C5H12. Dĩ nhiên Kim Dung thầy dạy mà. C5H12 là pentan. C6H14 chữ H ở đâu là hexan. C7H18 là H là heptan. C8H18 là O là gì? O là gì? Octan. Đúng chưa? C9 là N là nonan. Và C10 là decan. Nhưng nói thật với các em, thực sự ấy, chúng ta thi ấy, thì chắc chỉ thi từ C1 cho đến C7 thôi. Ít khi C8, C9, C10 lắm. Được chưa? Thế thì ở đây ấy, thầy có thể dạy các em có rất nhiều cách gọi tên. Ví dụ cách thuộc mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng. Các con này được gọi khác là mê em phải bao phen hồi hộp, ôi người đẹp. Mê em phải bao phen hồi hộp, ôi người đẹp. Tùy, mỗi bạn đều có một cách học khác nhau. Nhưng chung quy cứ thuộc cho thầy. Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan. Đến đây thôi. Thì quá lắm là thì đến đây. Không bao giờ thi của anh này. Được chưa? Thì đây là tên của các ankan. Đấy, các em cần lưu ý. Thế vậy bây giờ chúng ta chơi trò chơi mà gọi nhanh nhé. Gọi nhanh đoán kỹ nhé. Xem là các em có làm nhanh được không. Thầy sẽ cất cái anh này đi. Thầy cất anh này đi. Sau này sẽ đọc tên. Chỉ đọc tên 3 bạn nào đó mà trả lời nhanh nhất về tên gọi thôi. Nào xem nào. C5H12. Để chúng ta vừa học xong rồi, chúng ta có luyện tập đấy. C5H12 tên gì? Nào. Nào khẩn trương, bạn nào comment đầu tiên. Thầy đang chờ đợi bạn nào comment đầu tiên. Phạm Bát Đức, pentakin không phải? Sai rồi. Minh Quân, pentan, rất tốt. Mohamed Hala, pentan, rất tốt. Phan Thị Như, Quỳnh Như, pentan, đúng, chính xác. Anh này tên pentan.
Và thầy chỉ gọi tên 5 bạn comment đầu tiên thôi. 3 bạn comment đầu tiên rồi, các em nhanh tay xem lại về tường nhá. Comment thật nhanh nhá. Tiếp tục này. Xem nào, anh này này. C7H16. Nào, còn nào comment đầu tiên. Khẩn trương. C7H16. C7H16. Chỉ gọi tên 3 bạn comment đầu tiên. C7H16 nào. Chưa thấy bạn nào comment. C7H16. Đây là thì đang là mạch dài nhá. C7H16. Can mạch không nhánh ấy. Thì đang yêu cầu chúng ta gọi tên can mạch không nhánh. Thì chưa gọi đến mạch có nhánh. Võ Thanh Nhi, hép tan. Quỳnh Trâm, Huỳnh Trâm, hép tan. Lưu Quang Trường, hép tan. Chính xác, tên anh này là hép tan. Ok, hoàn toàn chính xác. Giờ mình sang anh nữa nhá. Sang này em nào. CH4 này. Xem 3 bạn nào comment đầu tiên à. CH4 này. Xem 3 bạn nào comment đầu tiên. CH4. CH4 chúng ta là gì? Khẩn trương, thầy đang chờ đợi 3 bạn comment đầu tiên. CH4. CH4 tên gì nhỉ? Khẩn trương nào các em. 171 bạn đang theo dõi video livestream đấy, giúp thầy xem video livestream về tường nhá. Xong rồi ta các bạn. Metan Minh Quân đầu tiên, rất tốt. Ngọc Phúc Metan thứ hai. Phạm Kinh Dung Metan thứ ba, chính xác. Anh này tên là Mê Rồi Tan. Mình sang tiếp anh tiếp theo nhá. Xem nào, xem còn thuộc không nào. C6H14 nào. Xem bạn nào comment. C6H14. C6H14. Hello. C6H14. C6H14. Thầy vẫn đang chờ đợi bạn comment đầu tiên đấy. Xem tao hắn là gì. C6H14. C6H14. Cái này chúng ta vừa học, chúng ta vừa thuộc đấy nhá. C6H14. C6H14. Chào Hoàng Huynh. Hoàng Huynh vào comment đáp án đi xem nào. Hexan Kiều Trang đầu tiên. Nguyễn Hiền thứ hai. Còn đợi một bạn nữa. Phạm Hắc Đức, Hexan, chính xác. Anh này là Hexan. Còn một anh cuối cùng cho buổi tối hôm nay thầy dành tặng cho tất cả các em. Và hẹn gặp lại các em vào tối thứ 6 tuần tới khi mà giọng thầy nó ok hơn. Tối nay thầy đau học lắm rồi. Thầy vẫn cố gắng để nói chuyện với các em. Hạnh phúc là sẽ chia. Thầy muốn mang đến kiến thức hóa học của thầy đến với tất cả các bạn của các em. Nào, nốt nha. Chốt của ngày hôm nay nha. Riêng câu chốt này thầy sẽ học tên 3 bạn nhá. C5 bạn đi. C5H8. Tên là gì nào? Thầy chưa được ăn cơm, thầy đã ăn cơm đâu Hoàng Huynh. C3H8 nào. C3H8. C3H8 à. C3H8. 5 bạn comment đầu tiên. Phát cuối này thì sẽ chọn 5 bạn comment đầu tiên. Và các em không quên rằng là 21:15 tối thứ 6 thầy sẽ dạy về ăn can nhá. Tại fanpage này. C38 nào. C38. Kiều Trang Propan, Nguyễn Hiền Propan, Phạm Kim Dung Propan. Hello. Nguyễn Ngọc Phương Trâm Propan. Một bạn nữa nào. Một bạn nữa nào, nhanh tay nào. Còn một bạn nữa thôi, thầy chỉ đọc tên 5 bạn thôi. Đỗ Hằng Propan, chính xác. Propan. Ok. Thầy không thấy của Linh Lê thật đấy. Buổi live stream ngày hôm nay đến đây là kết thúc, khi mà thầy rất là vui. Thầy có thể giúp đỡ cho các em về tìm đồng phân của ancan, phần hay thi và gọi tên tất cả các mạch ancan không phân nhánh. Các em chú ý, tí nữa thầy sẽ đăng cái tài liệu về gọi tên của tất cả hợp chất hữu cơ trên fanpage. Các em nhớ share lại về tường và tất cả các bạn vào trong cái bài đăng của fanpage. Các em chú ý rằng là theo dõi trên fanpage thật nhiều để nhận được tài liệu của admin đăng liên tục cho các em.
Buổi tối hôm nay chúc tất cả các em buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Thầy thì khá là đau họng rồi, các em nghe giọng các em biết. Thầy cố cực kỳ hết sức với team online. Hello, bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại vào tối thứ 6, 21h15 nhá. Chào tạm biệt.